Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Tiêu Điểm Xe Cộng, và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chiếc Honda CR-V 2020. Và nó như thế nào nhỉ? Chúng ta sẽ cùng đi vào chi tiết xem nó thay đổi những gì và cập nhật ra sao. Nó là một bản nâng cấp giữa chu kỳ, bản facelift thế hệ thứ 5. Ở phần ba đờ sốc này, đây là một sự thay đổi đáng kể của chiếc xe, có thể nhận ra, dễ dàng nhận ra. Một dải mạ chrome được kéo dài từ bên này sang bên kia của chiếc xe. Điều quan trọng là nó sẽ ôm gọn cái phần đèn gầm này. Nó tạo ra một cái tổng thể ở phía bên dưới ốp, đi kèm với là lưới tản nhiệt dạng tổ ong bên dưới, làm mát cỗ máy 1.5 lít. Có lẽ đây là một trong những yếu tố khiến cho nó dài thêm 39mm với cụm đèn mở rộng góc chiếu sáng sang hai bên, toàn bộ là hệ thống LED. Điều quan trọng, chiếc đèn pha này là chiếc đèn pha thích ứng thông minh. Cỗ máy mà chiếc xe Honda mang theo là 1.5 lít VTEC Turbo, sản sinh công suất là 188 mã lực và moment xoắn là 240 Nm. Nó vẫn là cỗ máy khỏe khoắn và đem lại một cái cảm giác khi mà chúng ta đạp ga, đạp phanh, nó có một cái khả năng tăng tốc, bứt tốc. Ở giải vòng tua máy khoảng tầm 3.500 cho đến 4.000 vòng phút, nó khiến cho chúng ta cảm giác rất là thú vị với cái cỗ máy tuy là 1.5 lít thôi nhưng mà turbo. Nó tiết kiệm nhiên liệu và có một cái công suất là vừa đủ với một chiếc xe 5+2. Chúng ta sẽ cùng ra đến phần thân của chiếc xe nhé. Ở cụm gương chỉnh điện này của chiếc xe thì ở phía bên phụ được trang bị một camera, khiến cho khi mà các bạn rẽ phải thì màn hình camera sẽ được hiển thị trên chính chiếc màn hình trung tâm của chiếc xe. Đây cũng là một trong những điều vô cùng quan trọng khiến cho chúng ta cảm thấy an toàn hơn. Cụm la răng này là điểm thay đổi, nó là 18 inch và dạng hoa, nó mỹ miều hơn, trông nó lạ mắt hơn một chút so với cái phiên bản cũ. Còn toàn bộ cái phần thân vẫn là như thế. Đây là phần đuôi của chiếc Honda CR-V. Bắt đầu sốc bên dưới, đấy là sự thay đổi với cụm ống xả Elip, trông nó thể thao và cá tính hơn mà thôi. Và điều đặc biệt, đây là điều nâng cấp. Cốp tự động, chỉ cần đá chân là có thể mở lên. Là cấu hình 5 chỗ thì ở phần đuôi này có thể thấy được rằng là khá là rộng rãi, các bạn có thể để thoải mái đồ. Thế nhưng ở cấu hình 7 chỗ thì sao? 5+2 mà, nó sẽ còn rất ít để có thể để đồ được. Vâng, và lúc này thì tôi đang ở bên trong khoang lái của chiếc Honda CR-V 2020. Nó thay đổi gì nhỉ? À, nó có một cái sạc không dây phía bên dưới này, một cập nhật tức thời, giống như là những chiếc xe cao cấp. Tổng thể, nó vẫn là những nút bấm ở trên mặt vô lăng, lẫy chuyển số thể thao, dạng đồng hồ với màn hình LED hiển thị tất cả những cái thông tin thông số. Ở trung tâm thì vẫn là một cái màn hình 7 inch ở đây, hiển thị tất cả những cái thông tin về giải trí. Rồi hệ thống điều hòa bên dưới và cụm cần số chứ danh của cái thế hệ này. Cửa sổ trời, khá là rộng, có thể nói là gần như toàn cảnh. Gần như thôi, nó chưa kéo dài hết toàn bộ thân xe, thế nhưng mà thực sự là rất rộng. Ánh sáng chiếu vào bên trong khoang lái. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng trải nghiệm nó ngay lập tức. Khả năng cách âm đặc biệt là chiếc Honda CR-V tốt hơn một số các dòng xe khác. Có vẻ như là chiếc xe mà trên 1 tỷ của Honda thì được làm chắc chắn về hệ thống cách âm tốt hơn. Khi mà có một cái vật cản phía đằng trước thì hệ thống cảnh báo trên màn hình cũng sẽ hiện ngay lập tức, dù là xe đạp, xe máy hay là ô tô. Ở cái khoảng cách là tầm 30m đạp thốc ga lên, chiếc xe đạt cái vòng tua máy là khoảng hơn 2.000 vòng phút, và tốc độ là khoảng đã trên 40 km/h rồi. Ngay trên mặt vô lăng thì cũng có cái nút bấm bật cái cảnh báo làn đường này, rồi có cả cái cảnh báo cái khoảng cách xe đằng trước và xe đằng sau ngay trên cái mặt vô lăng này. Và chiếc Honda CR-V thì vẫn được trang bị hộp số vô cấp CVT, nên là khi mà sang số rất là mượt mà.
nhưng mà đánh lái gấp ở cái khoảng tốc độ 40-50 km một giờ mà tôi thử zigzag thì có thể thấy được rằng là hệ thống chi hào của chiếc xe ngồi ở trên không bị lắc quá, cái ghế của chiếc xe cũng ôm khá là trọn cái thân người. Với tốc độ là 40-50 km một giờ thì chiếc xe đang báo là tiêu hao nhiên liệu vào khoảng trên 4 lít đến 5 lít trong 100 km. Cái chính xác có như thế nào thì tôi cũng không dám nói, bởi vì là phải thực tế chúng ta kiểm tra cái mức tiêu hao nhiên liệu thì chúng ta mới biết được, còn cái màn hình hiển thị thì nó chỉ là tương đối thôi. Muốn trải nghiệm cái vòng tua máy tốt, tôi sẽ tắt cái hệ thống eco ấy đi. Cái độ nhạy chân ga cũng rất là tốt luôn. Máy turbo tăng áp khá là ấn tượng, đi tốc độ khoảng 60 km một giờ rất lướt. Bám đường rất tốt. Lúc này thì đã tiêu hao đến 7,7 lít 100 cây rồi. Thế là cũng là khiêm tốn ấy, so với như một chiếc xe 5+2. Vâng, và ngày hôm nay thì chúng ta đã được trải nghiệm thực tế chiếc Honda CR-V 2020. Và chiếc xe này là một chiếc xe facelift với những thay đổi kịp thời. Nó có 3 phiên bản E, G và L với mức giá là gần 1 tỷ cho đến hơn 1 tỷ mốt tùy từng phiên bản. Sẽ còn là rất nhiều những chiếc xe, rất nhiều những công nghệ khác nữa chúng ta sẽ còn đi tìm hiểu. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại! Mở đầu tin xe cộ tuần này là sự xuất hiện phiên bản nâng cấp 2021 của MG ZS tại thị trường Việt Nam. Tổng thể, xe giữ nguyên kích thước so với bản cũ, lưới tản nhiệt ấn tượng với cảm hứng từ những mũi giáo trên nền thiết kế hình lục giác. Cụm đèn halogen đã được thay thế thành đèn LED projector tự động. Bộ vành 17 inch 5 chấu mô phỏng kiểu dáng lưỡi rìu Tomahawk đầy mạnh mẽ với hai tông màu. MG ZS mới có chiều rộng tốt nhất phân khúc 1,809m. Bên cạnh vô lăng đa chức năng với hệ thống Cruise Control được thiết kế riêng biệt, xe còn sở hữu màn hình 10,1 inch được phát triển bởi chính MG, hỗ trợ kết nối cả Apple CarPlay và Android Auto. Hãng cũng trang bị những thiết kế, tính năng giúp nâng cao trải nghiệm của khách hàng như cửa sổ trời toàn cảnh rộng nhất phân khúc, hệ thống camera 3D hay chìa khóa thông minh. Đặc biệt, với tình trạng ô nhiễm không khí diễn ra ở nhiều đô thị lớn, xe còn sở hữu hệ thống lọc bụi mịn PM2.5. Đối với sản phẩm MG ZS, hệ thống lọc bụi mịn PM2.5 đã được tích hợp trong hệ thống điều hòa, tạo ra không gian sạch và an toàn hơn. Phân khúc BSUV đang là phân khúc sôi động thứ hai tại thị trường Việt Nam. Chúng tôi rất tự tin MG ZS Smart Up sẽ được đón nhận nồng nhiệt với chất lượng đảm bảo 5 sao ASEAN NCAP cùng hàng loạt những trang thiết bị an toàn thông minh theo tiêu chuẩn châu Âu. Sản phẩm hứa hẹn sẽ là làn gió mới cho phân khúc này. Bắt đầu từ bản nâng cấp này, MG ZS được nhập khẩu từ Thái Lan. Bản Comfort có giá 569 triệu đồng. Và bản Luxury có giá là 619 triệu đồng. Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao về dàn xe BMW R1250 GSA mà cảnh sát giao thông Đồng Tháp được trang bị. Hiện, đơn vị này xác nhận được trang bị 4 mẫu mô tô BMW R1250 GSA để thực hiện nhiệm vụ phòng chống đua xe trái phép và tuần tra dẫn đoàn vào tháng 11 năm 2020. Sau đó, đơn vị đã tổ chức tập huấn kỹ năng điều khiển cho cán bộ, chiến sĩ. Từ khi được trang bị loại xe này, công tác phòng chống đua xe trái phép trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực. BMW R1250 GSA có giá bán khoảng 699 triệu đồng. Mẫu mô tô này được trang bị động cơ dung tích 1254 phân khối, sản sinh công suất 136 mã lực tại vòng tua 7750 vòng 1 phút và mô men xoắn cực đại 143 Nm ở vòng tua 6250 vòng 1 phút, sở hữu công nghệ an toàn như hỗ trợ phanh khẩn cấp DBC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc nâng cao HSC Pro, hệ thống chống trượt DTC. Xe có 6 chế độ lái khác nhau, trong đó có 2 chế độ lái nâng cao. Giải đua xe thể thao chuyên nghiệp cho những tay đua Việt Nam và các câu lạc bộ xế độ với quy mô lớn nhất mang tên Việt Nam Motor Racing trong năm 2020 đã đi được 1/2 chặng đường.
ngoài 4 hạng mục như Blade 110cc, MSX 125cc, Winner 150cc và UB 130cc. Năm nay thì Honda Việt Nam mở rộng quy mô giải đấu. Lần đầu tiên đưa hạng mục Việt Nam Talent Cup thi đấu bằng mẫu xe NSF 100 nhằm tìm kiếm và đào tạo các tay đua trẻ có tiềm năng độ tuổi từ 15 đến 18. Sau những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, hai chặng cuối của giải là chặng 5 dự kiến diễn ra vào ngày 24 tháng 1 tại trường đua Đại Nam, Bình Dương và chặng 6 được dự kiến tổ chức vào ngày 7 tháng 3 năm 2021 tại trường đua 2K, tỉnh Bình Dương. Sau 3 năm diễn ra liên tiếp, giải đua xe thể thao Việt Nam không ngừng khích lệ cho phong trào đua xe mô tô và giúp văn hóa đua xe bước ra khỏi đường phố để tiến vào trường đua chuyên nghiệp. Năm nay cho dù phải chịu ảnh hưởng từ dịch Covid-19, nhưng Việt Nam Motor Racing 2020 vẫn được tổ chức dưới sự giám sát chặt chẽ. Khi các giải đấu tạm hoãn hoặc diễn ra mà không được có khán giả, thì Việt Nam Motor Racing là giải duy nhất được diễn ra và có khán giả trực tiếp đến sân theo dõi. Theo tính toán, mức tiêu hao nhiên liệu trung bình của một chiếc xe ô tô là 10 lít xăng cho 100 km. Số km trung bình của mỗi chiếc xe trong một năm là 12.000 km. Nếu bạn lái xe đúng cách, có thể tiết kiệm được khoảng 15 đến 20% nhiên liệu, tương đương 5 triệu đồng mỗi năm. Vậy lái xe như thế nào để đạt được hiệu quả tối ưu trong vận hành chiếc xe của mình mà vẫn sử dụng nhiên liệu ít nhất? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay sau đây. Những kỹ năng lái xe tiết kiệm nhiên liệu không chỉ mang lại lợi ích về mặt tài chính, còn tạo ra sự thoải mái và an toàn khi lái xe, làm sạch môi trường, tăng độ bền cho xe. Nên nhớ, càng phóng nhanh càng tốn nhiên liệu, đi quá chậm hay nổ máy đứng yên cũng lãng phí không kém. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, lái xe ở tốc độ 60-80 km/h là tiết kiệm nhiên liệu nhất. Nếu tăng tốc lên đến 100 km/h, cứ 10 km/h tăng lên sẽ làm tốn thêm 10-20% tiêu tốn nhiên liệu và hơn nữa. Lái xe ở số cao và tua thấp cũng giúp tiết kiệm lên đến 50% so với việc lái xe ở số thấp và tua cao. Mỗi lần bạn tăng ga chuyển số đột ngột, lượng nhiên liệu hút vào tăng lên đến 4 lần. Sức cản gió ở tốc độ cao cũng làm cho xe tiêu tốn thêm 0,2 lít cho mỗi 100 km/h. Một số thói quen sử dụng xe xấu cũng khiến lãng phí nhiên liệu như nổ máy dừng chờ quá lâu, bật điều hòa quá mức sẽ tốn thêm 15% nhiên liệu. Chở quá nhiều vật thừa nặng, cứ mỗi 20g chở thêm bạn sẽ tốn thêm 1% nhiên liệu. Để lốp thiếu mỗi PSI so với tiêu chuẩn, bạn sẽ tốn thêm 0,3% nhiên liệu. Sử dụng động cơ cũ không ổn định cũng sẽ tốn thêm nhiên liệu. Mỗi động cơ nhẹ thêm 10kg bạn sẽ bớt được 0,5% nhiên liệu. Như vậy, các bạn cần chú ý lái xe mượt mà đều ga, hạn chế phanh và thay đổi tốc độ. Chú ý quan sát giao thông để buông ga sớm, tận dụng đà xe, chăm sóc và bảo dưỡng xe đúng cách. Đặc biệt, các bạn nên sử dụng hệ thống ga tự động để tiết kiệm nhiên liệu. Chúc các bạn lái xe an toàn và tiết kiệm nhất.